Thông thường nếu chúng ta quay video tĩnh thì chúng ta sẽ chỉ được một góc của sự vật nó như thế này. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể tạo ra một hiệu ứng như là máy quay đang lia theo cái chuyển động của sự vật ở trong video như thế này này. Để làm được cái đó, đầu tiên chúng ta sẽ phải có một cái video chuyển động. Các bạn sẽ import một cái video vào nhé. Đây mình sẽ import sẵn một cái video rồi này. Và tiếp theo các bạn sẽ tìm cái khúc có chuyển động của sự vật thay đổi vị trí nhiều nhất. Đây mình sẽ lấy từ khúc này. Cho rộng hơn một chút thì mình lấy giò bắt đầu từ khúc có chuyển động thay đổi vị trí này. Rồi mình sẽ lấy cho các bạn làm cho các bạn ở trong khúc này nhé. Bỏ phần dài nhưng các bạn có thể tùy chỉnh theo video của mình. Việc đầu tiên chúng ta làm là chúng ta sẽ phải kéo zoom cái video lên. Các bạn để tạo zoom video các bạn có hai cách, các bạn kéo thủ công ở đây hoặc các bạn vào scale để các bạn chỉnh. Mình sẽ chỉnh đến cỡ này thôi. Và kéo rộng cái này thêm một chút này, cho dễ chỉnh này. Tiếp theo các bạn sẽ add thêm cho mình một phần text, mình sẽ giải thích lý do ngay sau đây. Ở trong phần text này các bạn sẽ đánh cho mình vào đây một chữ O. Chữ O này các bạn sẽ gắn cùng với chủ thể, đổi màu một chút nhé. Khi cái sự vật ở trong video nó di chuyển ra khỏi chữ O thì chúng ta sẽ di cái video theo. Ví dụ mình sẽ đưa cái video này vào vị trí trung tâm này. Như thế này. Đó. Và mình sẽ bắt đầu tạo một cái keyframe ở đây. Ở trong phần position and size, các bạn kích vào đây tạo một cái keyframe add vào. Rồi, tiếp theo bây giờ mình sẽ di chuyển cái video. Cứ cái sự vật di chuyển ra khỏi chữ O thì các bạn kéo cái video đấy lại giữa. Bắt đầu nha. Rồi, kéo nó vào giữa này. Lại kéo vào giữa này. Khu này không thay đổi vị trí nhiều, mình sẽ giữ nguyên như cho. Chỗ này là bị thay đổi rồi này. Đó, kéo lên này. Tiếp này, kéo lên này. Đó, kéo ra này. Kéo ra. Đây. Đây, chúng ta sẽ xem cái hiệu ứng nó tạo ra như thế nào nhé. Đó, các bạn cảm giác máy quay nó đang đưa theo sự vật. Và bây giờ chúng ta chỉ việc xóa phần text này đi. Và các bạn sẽ xuất video ra. Xuất ra xem video nó sẽ như thế nào nhé. Ok, mình mở video này. Đó, thì chúng ta thấy ở trong video này thì chuyển động nó chưa mượt lắm. Các bạn muốn mượt hơn thì các bạn add thêm nhiều cái keyframe vào thì các bạn sẽ được video nó mượt hơn.